Zuatan kính chào quý khán giả. Rất vui được gặp lại khán giả trong một cái không gian rất là đẹp như này. Những cánh đồng lúa ở trên Tây Bắc đang bắt đầu chín và ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, ngày mùng 2 tháng 9. Và mình đang ở một cái bản làng của người Mường và người Thái ở cánh đồng Mường Lò Nghĩa Lộ. Thì mình muốn giới thiệu với các bạn cái cách đón Tết độc lập rất là vui và rất là ý nghĩa ở trên vùng cao Tây Bắc. Đối với đồng bào các dân tộc ở trên Tây Bắc thì cái Tết độc lập rất là linh thiêng và rất là ý nghĩa. Năm nào thì cứ đến ngày mùng 2 tháng 9 thì các gia đình ở trên này cũng đều tổ chức là gặp mặt gia đình và mời anh em bạn bè đến nhà và nghe ông bà cha mẹ kể lại những câu chuyện về kháng chiến chống Pháp thời xưa để có được cái nền độc lập hiện nay. Còn thanh niên trai gái thì thường sẽ chọn những địa điểm đẹp để hẹn hò, để gặp nhau, để giao lưu với nhau. Như năm ngoái mình đã làm một cái video về các chàng trai cô gái người Mông hẹn hò gặp gỡ nhau ở trên đồi Pú Trạng của thị xã Nghĩa Lộ. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ đến với không gian của người Mường, người Thái để đón cái Tết độc lập trong không khí một gia đình. Đây các bạn thấy một ngôi nhà sàn rất là đẹp ở giữa những cái thửa ruộng đang chín vàng, rất là đẹp. Bây giờ gia đình đang chuẩn bị cơm ở trong đó. Bây giờ thì mời các bạn cùng với Rupathan sẽ đón cái Tết độc lập ở trên Mường Lò Nghĩa Lộ này nhé. Cô đã sắp mâm rồi à? Vâng. Có cái gì ăn? Vâng. Các cô chú thì hôm nay chuẩn bị từ rất là sớm. Mình thì đi giao lưu bóng đá cùng với thanh niên ở trong làng nên là không quay được từ đầu quá trình chuẩn bị của các cô chú. Nhìn sơ sơ là toàn đến thịt thôi các bạn ạ. Trên đây người Tây Bắc là ít ăn rau lắm, chỉ ăn thịt thôi. Rau thì có đấy nhưng mà không có ai làm cho, không kịp để. Vâng. Hôm nay thì mình được đến dự cái Tết độc lập ở một cái không gian rất là đẹp, một ngôi nhà sàn của người Thái trắng rất là đẹp luôn. Đây các bạn, cho các bạn xem này. Đây mọi người sẽ tổ chức là đón Tết độc lập ở vị trí này. Nhà rất là rộng. Mà các bạn biết không, nhà là dựa vào núi và những cái thửa ruộng bậc thang luôn này, ngay bên này này. Đấy, chứ không phải là nằm ở ngoài đường phố, đường to đâu nhá. Đây là ở trong bản rồi, sâu trong bản rồi. Kìa. Thị xã Nghĩa Lộ thì ở phía kia các bạn. Tít sang ngoài kia kìa. Từ đây ra đấy độ tầm khoảng 6 cây số. Đường chim bay thì không đến. Đấy, chúng ta có thể ngồi ở đây uống rượu và ngắm được về toàn cảnh của thị xã Nghĩa Lộ. Không gian quá tuyệt vời. Đây là còn món cuối cùng cô sẽ làm lốt. Đây là ong đất hay ong bò vẽ đấy hả cô? Ong. Ô, nhộng nó to đấy nhỉ? Nhộng to như ong đất đấy. To, gần một ngón tay đến nơi rồi. Cái này xào măng chua đây cô? Vâng. Cả con non, cả con già. Chủ yếu là con non nhiều hơn đấy. Vâng. Mùa này là mùa bắt ong ở trên này đấy nhỉ cô nhỉ? Có một tổ to ở kia nữa. Vâng, tổ ấy ta bắt chưa cơ? Chưa. À đâu, cho ta xem một tí nào. À, tao nhìn thấy rồi. Tổ này là để chương trình nào đây chú? Để chương trình gặt nè. Để chương trình gặt à? Nhà bác ấy bảo có 3 tổ ong thì cứ mỗi một tổ ong thì làm một chương trình. Hôm nọ rằm xíp xí ăn một tổ, hôm nay Tết độc lập ăn một tổ. Quay gần một chút cho các bạn xem nhé. Ong, ở đây ong quanh nhà nó rất nhiều. Tổ này nó phải to cỡ bằng 3 quả bóng đá. Tổ này phải mấy cân nhộng đấy. Thôi, tốt nhất là mình lùi ra. Giờ nó mà bu vào một phát mất Tết độc lập luôn. Còn đây một cái rau, những đặc sản ở Mường Lò là cây rau thối đây. Thật ra là tên của nó gọi là phắc lam à? Phắc lam là cây rau có gai. Nhưng mà nó lúc còn sống thì nó có một cái mùi hắc hắc, mọi người hay gọi thông thường là rau thối. Nhưng mà luộc lên thì nó sẽ không còn cái mùi đấy nữa. Thường ăn cùng với lại măng. Hôm qua thì bắt hết rồi, cũng có lợn nữa. Qua nhà cô bán lợn à? Món này chắc là món hiếm mà ngon nhất. Ngon. Rồi kiếm được tổ ong là hơi khó.
Chén, chén to thế chú. Hả? Chén to thế. Ô. Ừ. Nè. Nó phải rót nhiều. Nhiều. Đi bản này các bạn muốn tìm một cái chén thủy tinh nhỏ nhỏ để uống cũng khó nhá. Đa số là mọi người là uống chén to thôi. Đều đều là phải cái chén như chén uống nước chè kia. Cẩn thận ngã vào mâm. Đây này, quay từ góc này cho các bạn thấy cái không gian đón Tết độc lập của cô chú ở đây quá là đẹp luôn. Đồ ăn thì chắc chắn là ngon rồi, nhưng mà nhìn cái không gian này đã thấy đủ thích rồi này. Quá là thoáng mát, cảnh xung quanh thì đẹp. Hôm nay gia chủ mời khách là toàn đồ ong thôi. Rượu cũng rượu, rượu là ngâm sáp ong mật rồi. Vâng. Thơm thế. Cái này chắc phải pha thêm vào chứ cô nhỉ, chứ không sợ ngọt quá nhỉ. Cái được. Cái này uống cho cái đặc mà lắm. Mà tí uống thì mới đặc, biết. Đặc lắm, chắc là phải pha thêm rượu trắng vào. Bố đó. Bố ở đâu? Bố ở đâu? Quảng Ninh à? Ừ. Giờ này không về được. Vâng. Vỗ tay cho nó nào. Vỗ tay nào. Vỗ tay chào bố nào. Đấy. Tết độc lập năm nay là nhiều gia đình là không được đoàn tụ. Đấy. Thế là qua màn ảnh nhỏ thì gửi hình ảnh đến bố ở xa nhá. Ê, con nhà là ngoan lắm. Quay lại hoàn vô tiếp. Ờ. Ngày mai bố đừng xem rồi. Đây cô chú thì chuẩn bị hai mâm cơm, nhưng mà ngày Tết độc lập thì hầu như gia đình nào cũng tổ chức, nên là khách còn chắc là còn phải đi những nhà khác nữa rồi mới quay trở lại đây. Nên là mọi người cứ gọi là mỗi nhà đến thăm nhau một chút, gần giống như Tết Nguyên Đán luôn. Thế nên là rất là khó mà để đông đủ được một lúc. Năm nhà bà sang vào đó. Vâng. Nhà cô thì 5 nhà mời, còn nhà cô bên này thì 8 nhà mời. Nào không biết là đi đâu. Cô gì chú bác thì đến cơm gia đình chẳng có cái gì đâu, rau cỏ thôi thì anh em cơm thôi nhỉ. Nói nhiều cũng không biết. Cháu thấy toàn thịt thôi, cứ bảo mời rau cỏ. Và cơm thì có hết rồi. Các bác cháu cơm nhá. Vâng. Rồi, chào mời các bác, các cô nhá. Hôm nay rất là vui cho được đón Tết độc lập trong không gian của gia đình cô chú Thắng Dương. Vâng, chú sức khỏe các vâng. Dương Thắng thôi, không phải Thắng Dương. Dương Thắng. Vâng. Đây là ông ngoại anh cháu này này. Vâng. Hai ông bà kia đấy. Mừng ngày độc lập. Vâng. Vâng, cô nhá. Vâng, chú sức khỏe cô nhá. Vâng. Vâng, vâng, cái cháu đây mà. Vâng, thôi cho mời các bác cô chú. Vâng. Vâng. Giới thiệu qua với các bạn về món ăn của ngày hôm nay. Đây món ong này, ong bò vẽ này. Đây là bí chuối lộm mấy xào ạ, lộm. Cái này lộm để giấm ngon gỏi thôi. À, cái này mình chỉ thái ra để mình ăn cùng với lại gỏi cá đây không? Cá mè phải không ạ? Cá chấm. Cá chấm à, vâng. Đấy. À, chỗ thì gọi là bí chuối, chỗ thì gọi là hoa chuối. Còn đây là cá gì lướng chú? Cá chép à? Ngan này, ngan luộc ạ. Vâng, đấy. Canh măng. Canh măng, còn lại là các chú bảo là rau cỏ. Vâng, vâng. Các bạn cô chú đi. Bát bia lá xong rồi. Vâng, rồi các vâng các cô chú cái đầu tiên 100% đi. Cháu thì xin phép từ từ. Vâng. Chiều cháu đi muống chải luôn. Vâng vâng. Vâng. Nhộc ong, xào măng chua. Vừa đấy ạ. Vâng. Chịu của chú ăn được nó ăn mà lại bị dị ứng luôn. Chú bị dị ứng ạ? À? Ừ. Nhưng mà nhà thế nên là chú mới nuôi được tổ to thế. Chứ chú không dị ứng thì làm gì nó còn cái tổ to thế. Hôm nọ ứng hôm hết đâu. Vâng. Hôm giảm mới không được 3 đĩa này mà đĩa to này mà. Ừ, vâng. Tại không ăn được à, ong mới nó mới còn. Không ăn được nó mới
Hôm ừ, cháu ấy đi đội thanh niên đi bắt tổ được bằng cái bát tô này gì? Đã bắt rồi. Thì nó chưa có nhộng mấy. Đây cái tổ của nhà bác Dương Thắng phải gần bằng cái lòng cái mâm này gì nữa. Vâng. Ở trên này thì rất là thích ăn cái món gỏi nha các bạn nhé. Gỏi là cái đồ gọi là đồ tươi sống ấy. Hầu hết là nếu mà có cá chấm hay cá mè là phải làm gỏi. Hoặc là nếu mà không thì ngan vịt là phải có tiết canh. Trong mâm thường thường là phải ăn một tí tươi tươi tí. Trong mâm mà ăn toàn những đồ mà nấu chín là mọi người không phấn khởi lắm. Cứ phải tươi tươi một tí. Đấy, gia đình bây giờ bắt đầu tiếp tục đón khách, khách giờ mới đến đấy. Các cô thì hôm nay tức là đón Tết Độc Lập rất là trang trọng, mặc quần áo luột là luôn, áo cỏm các thứ, váy thái đầy đủ. Ngày thường thì cũng ít mặc thôi, nhưng mà hôm nay là các cô rất là trang trọng đón Tết Độc Lập với một cái thái độ rất là nghiêm túc đấy. Đấy, vẫn theo phong tục là các bác lớn tuổi là ngồi gần phía ngoài bên ngoài cửa sổ. Nhưng mà ngồi bên đấy là thiệt không được ngắm cảnh bác ạ. Thiệt không được ngắm cái cánh đồng đẹp ở ngoài này. Tối về chợ nó sáng tắm luôn. Ngoài trời thì bắt đầu đổ mưa rồi và khách của nhà chú ấy tiếp tục bắt đầu đến. Cô đến còn sách treo cả cái gì kia nữa. Nhà nhiều canh lắm rồi. Ô tô của hai ông bà đâu rồi mà đi ướt hết mưa rồi. Đi thì không được mũ đội nón thì sao sao chiến ở bản thì bắt đầu ăn Tết Độc Lập từ tối hôm qua rồi, từ trưa hôm qua rồi, có một số gia đình đã tổ chức sớm rồi. Đấy. Hôm qua thì mình cũng được đi dự Tết Độc Lập ở bên nhà cô chú này. Hôm nay thì mới sang nhà bác Dương. Sáng nay đáng ra mà nên sớm được quay mấy cảnh bác bắt cá bắt ong thì vui lắm mà. Không phải là đi đá bóng. Đi đá bóng. Đi lại đi theo chương trình Tết Độc Lập của thanh niên đâu ra là. À, đi đá bóng là chả biết là bảo là người già đấy. Người già vẫn thắng thôi chú ạ. Người có vợ chứ không phải người già mà người có vợ đá người chưa vợ. Còn cháu thua 4-2. Đấy đúng rồi. Nhưng mà đấy nó kỷ niệm hơn mà. Vâng. Nó mới đúng. À, các bạn là bây giờ thì khách của nhà cô chú là cũng tương đối là đầy đủ rồi. Mà cũng mình cũng ngồi cùng với gia đình tương đối lâu rồi, chiều thì phải đi múng trải nên là bây giờ sẽ xin phép các cô chú để cô chú đây tự nhiên uống rượu cho thoải mái. Cháu nếu mà cháu ngồi lại thì là cháu uống được ấy, nhưng mà hôm nay cháu phải đi nên thôi thông cảm với cháu. Rồi mời cô chú vâng. Rồi này. Chú khỏe là không? Chú nói đây này, vâng. Là Tết cũng Độc Lập. Vâng. Đây thì là cháu cũng đấy nữa, thế thì là cũng cảm ơn. Vâng. Cháu. Tóm lại là hôm nay chú cháu mình ngồi là mừng cho cái ngày độc lập của đất nước mình là rất là vui rồi. Ôi, chú khỏe anh nhé, vâng, thông cảm em nhé. Hôm nào em cháu gặp lại sau. Vâng. Cảm ơn cháu. Vâng. Cố là chạm với mọi người một bát đàng hoàng. Vâng. Vâng. Mỗi người một màu. Hôm nay chúng ta đây là có cả người Thái này, người Dao, người Mường này, người Kinh này, tất cả hội ngộ mừng cái Tết Độc Lập này là vui lắm rồi. Vâng. Cảm ơn cháu. Các niệm ngoài này lại mang cho cháu làm cái nói chung là công lý phải tí tình nhau một tí nhá. Đấy, đúng rồi. Vâng. Vâng, rất cảm ơn. Cảm ơn các cô chú nhá. Vâng, ảnh nơ. Ải nơ. Vâng, thôi cháu xin phép các cô chú ở xa thôi không bắt tay được mà. Vâng. Vâng. Hảo Hoan nhá. Vâng. Cháu đấy. Vâng. Vâng. Khoảng là sang đấy cũng như thế này. Vâng. Không dám ngồi lại nữa các bạn ạ. Ngồi nữa là không thể đi xe máy được. Mình ra mình cũng chỉ ngồi chơi nói chuyện với các cô chú thôi. Các cô chú rất là nhiệt tình mời lên nhà chơi để mừng Tết Độc Lập rồi.
Nhưng mà chiều thì mình phải đi Mường Chải, từ Nghĩa Lộ đến Mường Chải thì 100 km. Nên là để an toàn thì mình sẽ về xin phép về trước. Hơi tiếc là không ghi nhận được hết cái không khí từ buổi sáng, từ lúc bắt cá dưới ao này, bắt ong này, đấy, đuổi vịt. Để đấy nó sẽ vui hơn, nhưng mà thôi, hôm nào mình sẽ làm lại cho các bạn xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.